Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Văn phòng Quốc hội, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên được chuyển giao từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo Nghị quyết 1004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 5 công chức và 3 lao động hợp đồng. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh là cơ quan tương đương cấp sở, có chức năng tham mưu giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ chuyển giao, đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngân và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị lãnh đạo công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, trước mắt chủ động tham mưu phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.